Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc mini SUV. Đó chính là chiếc xe Hyundai Creta. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2015, đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất tại Ấn Độ, nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục rất là nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Hyundai Creta 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Creta 2016 này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Hyundai Creta 2016 này. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2015, đăng ký năm 2016 quý vị các bạn nhé. Nhập khẩu, chiếc xe được sản xuất tại Ấn Độ. Nhìn về cái phần bên ngoài rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây quý vị bạn này. Động cơ 1.6 và nếu như chạy ở 100 km quãng đường kết hợp chỉ với 7,5 lít thôi quý vị bạn nhé. Nếu như chạy ở trong khu đô thị thì lên đến 9,55. Còn nếu như chạy ngoài đô thị thì rất là tiết kiệm, chỉ có 5,87 lít cho 100 km thôi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là hấp dẫn ạ. Với động cơ 1.6, xe thì cũng đã được trang bị là khá nhiều option, từ khóa thông minh, đèn nổ start top rất là nhiều ạ. Đèn pha bi xenon, đèn gầm đầy đủ hết cả, đèn led cũng đủ hết rồi quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài rất là đẹp. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Cặp đèn pha đây rất là mới quý vị các bạn ạ. Chiếc xe đã được trang bị cả đèn led ban ngày này, đèn pha bi xenon này, đèn gầm đầy đủ này, toàn bộ còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cụm đèn pha bi xenon đây ạ. Đèn gầm là răng đúc. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Do chủ xe thích cái lốp Michelin cho nên là cái dàn lốp cũ còn rất là mới, rất là đẹp. Nhưng chủ xe cũng đã thay lên cả một cái dàn lốp Michelin này rồi. Đấy. Xe cũng đã được trang bị la răng đúc vành 17 quý vị các bạn nhé. R17 ạ. Nhìn về phía sau thì xe cũng đã được trang bị khá nhiều option, từ camera lùi cho đến cảm biến lùi đầy đủ rồi quý vị bạn nhé. Và cái cụm đèn sau cũng rất là mới đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cụm đèn sau còn rất là mới. Mắt cảm biến đấy ạ.
Ở cái phân khúc SUV mini này thì chiếc xe này khá là đẹp quý vị các bạn ạ. Đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương này. Giá nóc bậc cửa này là chủ xe lắp thêm thôi quý vị bạn nhé. Đây là cái bậc cửa này là nguyên bản là xe không có bậc cửa đâu ạ. Nguyên bản là chỉ không có bậc cửa mà chủ xe lắp thêm cái bậc cửa này đấy ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ, ví dụ như là màn hình Android này, camera hành trình đi theo kèm theo cái màn hình Android này, bậc cửa này, và độ thêm cả đèn LED hết cả quý vị bạn ạ. Đây, cái đèn LED này là đèn LED nguyên bản của xe, nhưng mà chủ xe lắp thêm cái bóng siêu sáng, độ thêm bóng siêu sáng. Lát nữa thì tôi cho quý vị bạn xem ở cái khoang động cơ là sẽ thấy được là chủ xe lắp thêm cái bóng siêu sáng nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần nội thất của chiếc xe, cũng như là về cái phần này, keo chỉ của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái ra cho quý vị các bạn cùng xem nè. Đầu tiên thì mời quý vị các bạn đi xem về cái phần keo chỉ trước đã nè. Keo chỉ là còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết nguyên bản này, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên đấy ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên quý vị bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị nội thất ghế da cao cấp và có ghế lái chỉnh điện rồi quý vị bạn ạ. Ghế lái chỉnh điện này. Rất là nhiều option. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 6 vạn cho nên là cái ghế nó còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Ghế này, vô lăng, cần số đều rất là đẹp. Mặc dù chúng tôi vừa mới mua về chưa có dọn rửa gì nên nó hơi bẩn đấy quý vị bạn này. Đấy, nó hơi bẩn chút, cái này mà dọn dẹp sạch đi là nó đẹp lắm. Chủ xe cũng đã làm lót thảm lót sàn 5D quý vị bạn nhé. Thảm lót sàn 5D này. Ốc bản lề của cái cánh cửa sau này còn nguyên hết này. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau. Bên lái keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau cũng còn nguyên bản hết này. Thảm lót sàn 5D này. À, tôi nhìn thấy có đồng tiền quý vị các bạn ạ. Đấy, trên xe vừa mới mua về là có đồng tiền này. Đấy, chưa dọn dẹp ra này, vẫn còn đồ của chủ xe. Đây là gọi là lọc đấy ạ. Đi chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì, để tôi xem nào nhé. 33 quý vị các bạn ạ. Hôm nay làm con 33 nhé. Đấy. Không làm con 33 thì sẽ làm nồi lẩu 33 nhé. Đấy. Rất là đẹp, rất là mới. Ở cái hàng ghế ngồi phía sau này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Creta này là cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý vị bạn ạ. Nội thất phía sau này, ghế da còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Nội thất ghế da còn rất là mới đây này. Đấy, chiếc xe này thì gần như là chủ xe hay đi một mình. Đấy, nội thất rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option quý vị bạn nhé. Tôi sẽ bật cái chìa khóa điện lên cho quý vị bạn xem. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 6 vạn 6 rồi quý vị bạn nhé. 6 vạn 6 rồi. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Chủ xe cũng đã độ lên cái màn hình Android. Màn hình Android này nó tích hợp cả với camera hành trình quý vị bạn nhé. Đấy, bộ này rất là xịn. Có cả camera hành trình và màn hình Android luôn đấy. Đấy. Đây là cái màn hình Android. Giải trí thông tin đa phương tiện đây ạ. Đấy, có cả YouTube đầy đủ hết luôn quý vị các bạn nhé. Điều hòa tự động. Đấy, xe cũng đã được trang bị điều hòa tự động này. Nội thất thì rất là đẹp, rất là mới. Vì chiếc xe được sản xuất năm 2015, cuối năm 2015 nhưng đăng ký năm 2016 rồi. Nhập về Việt Nam là năm 2016 quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái cổng giải trí này, từ USB cho đến AUX, người ổ điện rất là đẹp hết rồi quý vị bạn nhé, đầy đủ hết cả rồi. Start top.
trần đây quý vị bạn ạ, trần nỉ rất là sạch. Cái trần này nó lại màu xám xám chứ nó không phải là cái màu kem, cho nên là nó rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau nhé. Tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem này. Ốc cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ về những cái phần ốc cốp sau nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản quý vị các bạn nhé. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, cốp sau này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, vừa mới rửa qua đi thôi, chứ còn rất là đẹp đấy, lốp sơ cua, đồ nghề các thứ này, còn rất lốp sơ cua còn rất là mới, đồ nghề cũng còn đầy đủ hết cả luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, hơi bẩn một chút thôi quý vị các bạn nhé, chiếc xe này do chưa dọn dẹp gì, chúng tôi vừa mới mua về thì tôi đem ra đây tôi quay luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa sau cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết. Ốc bản lề cánh cửa phía sau còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé, chưa có một cái ốc nào bị tháo ra cả. Nội thất thì rất là đẹp rồi. Ngoại thất thì rất là đẹp rồi và nội thất thì cũng rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Creta 2016 này quý vị các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo đã nào. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé, chưa có một cái vết tháo nào cả. Đấy, đây là ốc cabo này, rồi ốc chân cabo này, cho đến những cái ốc tai này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này rất là đẹp, cái phần động cơ rất là đẹp, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả nhưng mà nó rất là sạch sẽ, rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái ốc chân cabo đấy ạ, còn nguyên hết này, đến ốc tai cũng còn nguyên hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, chúng tôi vừa mới mua về cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi, chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, đây là nó bẩn quý vị các bạn nhé, chứ nếu như dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó rất là mới đấy ạ. Cái động cơ này thì quý vị các bạn ạ, đây là những cái ốc chân máy này, đây là ốc chân máy đây quý vị các bạn nhé, chúng tôi cam kết là nó còn nguyên bản này, ốc mặt máy cũng còn nguyên bản hết này. Về cái xe này thì cái động cơ của chiếc xe Hyundai Creta 1.6 này thì nó rất là thoáng quý vị bạn ạ, nhìn nó rất là dễ. Nếu như làm lại máy rồi có bị đâm đụng hay là tai nạn hay là có làm lại rồi thì nhìn rất là lộ quý bạn nhé. Đấy, ốc này, tất cả những cái ốc ở trên mặt máy này là còn nguyên bản hết đấy.
rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất cuối năm 2015, đăng ký năm 2016, chủ xe đi có hơn 6 vạn km, rất là giữ gìn, cho nên là nó đẹp lắm quý vị các bạn ạ. Ốc còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đây là cái bộ ba lát. Đấy, bộ ba lát mà chủ xe đã độ cho cái bóng siêu sáng này ạ. Trong đây là cái bộ bóng siêu sáng, đi về ban đêm là rất là sáng quý vị bạn nhé. Đấy, những cái bộ ba lát này mà phải độ thêm. Đây là cái bộ độ thêm cái bóng siêu sáng quý vị các bạn nhé. Đấy, động cơ thì rất là mới, rất là đẹp này. Nguyên zin từng con ốc. Đấy, chúng tôi có thể cam kết sâu về chất lượng. Cam kết bằng văn bản với quý vị các bạn. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc này còn nguyên bản này. Đi mua xe cũ, những cái này là cái phần quan trọng nhất đây quý vị các bạn này. Trái tim của chiếc xe là cái đây đây ạ. Đây là chính là trái tim của chiếc xe. Có bị tai nạn, có bị ngập nước hay không thì quý vị bạn phải xem kỹ đầu tiên, từ những cái ốc chân máy cho đến ốc mặt máy quý vị bạn nha. Rồi chúng ta mới bắt đầu xem kỹ hơn. Nếu như từ những cái ốc chân máy này và ốc mặt máy này nó còn nguyên thì chắc chắn là cái máy này sẽ còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần động cơ, về phần nội thất. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Creta 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Creta này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.